Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phản ứng bậc 1 liên quan đến cái phản ứng thủy phân của sucrose thành glucose và fructose trong môi trường axit. Thì như các bạn biết thì cái phản ứng đấy là tuân theo phản ứng bậc nhất, đúng không ạ? Và để xác định được cái hằng số tốc độ của phản ứng đó thì người ta thường dùng đến cái giá trị về góc quay cực. Bởi vì việc mà xác định cái nồng độ của những cái sucrose, glucose hay fructose bằng các phương pháp thông thường khá là khó. Do vậy thường người ta sẽ sử dụng đến cái khái niệm góc quay cực để xác định được hằng số tốc độ phản ứng. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết các bạn nhé. Có nghĩa là chúng ta muốn chứng minh cái biểu thức ở đây. Thì chúng ta sẽ nói qua một chút về sucrose, đúng không? Thì nó sẽ cộng với nước trong môi trường của axit, đúng không? Thì được, chúng ta thu được fructose và cộng với glucose, đúng không? Đấy. Hay chính là đây chính là C12H22O11, đúng không? Cộng với nước thì chúng ta sẽ thu được C6H12O6. Đây cũng là cộng với C6H12O6. Và chúng ta sẽ ký hiệu đây là chữ S nhé. Sucrose, flux thì chúng ta ký hiệu là chữ F. Còn bên này các bạn sẽ ký hiệu là chữ G, tương glucose, đúng không ạ? Thì như các bạn biết thì V sẽ bằng K nhân với nồng độ của sắc, đúng không ạ? Và nhân với nồng độ của nước. Tuy nhiên các bạn thấy rằng với cái nồng độ nước này nó gần như xấp xỉ với lại hằng số, có nghĩa là gần như nó không thay đổi đáng kể, đúng không ạ? Và trong cái bài thực hành chúng ta chỗ này dùng axit là axit clohydric các bạn nhé, và cái nồng độ nước này gần như không thay đổi đáng kể. Do vậy chúng ta sẽ bằng với lại giá trị K phải, đúng không ạ? Nhân với nồng độ của sắc. Và khi các bạn đặt cái K phải này bằng K thì chính là bằng K nhân với nồng độ của sắc. Có nghĩa là chúng ta không muốn nhắc đến cái viết thêm một cái dấu phải nữa, đúng không ạ? Thì ta đặt luôn K phải bằng K và này. Như vậy đây chính là phản ứng bậc nhất. Mặc dù có sự tham gia của hai phân tử với nhau, đúng không ạ? Nhưng các bạn thấy rằng ở đây nước gần như không thay đổi đáng kể. Quay trở lại, bây giờ chúng ta sẽ có là S cộng với nước, đúng không ạ? Và thành F cộng với G. Nếu ban đầu, đúng không ạ? Ban đầu. Nếu ban đầu các bạn gọi nồng độ là A, đúng không ạ? Là A. Còn sau thời gian t, đúng không ạ? Thì các bạn có đây là a chữ x đi. Thì đây sẽ là x và đây cũng là x, đúng không ạ? A chữ x. Đấy. Và chúng ta dễ dàng có được cái logalipe, đúng không ạ? Của a và trên cho a chữ x thì bằng kt. Trong đó k chính là hằng số tốc độ. Thì cái việc mà liên quan đến phản ứng bậc nhất này, công thức chứng minh như nào các bạn xem thêm, đúng không ạ? Xem thêm một cái video. Video mà mình đã nói về cái phản ứng bậc nhất này rồi, đúng không ạ? Và việc như mình nói đó là việc mà xác định được cái A hay X này bằng các phương thông thường khá là khó. Do vậy người ta phải sử dụng đến góc quay cực. Bây giờ ta nói về góc quay cực, đúng không ạ? Góc quay cực. Góc quay cực thì các bạn biết là người ta ký hiệu là alpha, đúng không ạ? Bằng epsilon nhân với L và nhân với C, đúng không ạ? Epsilon L với C. Trong đó cái C này chính là giá trị về nồng độ. Trong đó C đây là nồng độ. Còn L là cái chiều dài của ống đo. Đấy, ống đo. Epsilon đây là hệ số. Đó, hệ số quay cực riêng. Nếu như các bạn biết cái đến cái dùng cái phân cực kế, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ biết được cái khái niệm về cái ống đo mẫu nó như thế nào, đúng không ạ? Thế bây giờ các bạn thấy rằng cái này nó có tính cộng tính, có nghĩa là tổng các góc quay cực ấy. Ví dụ thời gian ban đầu, thời gian t chẳng hạn, chúng ta sẽ có sucrose, có glucose và fructose, đúng không ạ? Thì góc quay cực của cả hỗn hợp đấy, đúng không ạ? Thì bằng từng những thằng này cộng với nhau thì đấy gọi là cộng tính. Thì rồi chúng ta xét tại thời điểm chúng ta sẽ có alpha không bằng gì các bạn, tại t bằng không, đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng hỗn hợp nó sẽ có hai thằng là sắc, đúng không ạ? Nước, tất nhiên là có thêm một HCl. Thì thằng này góc quay cực bằng không rồi, thằng này cũng bằng không nha, không độ. Tại vì các bạn thấy là muốn có góc quay cực này nó phải có C gì ạ? C bất đối, có nghĩa là carbon bất đối này. Thì mới có góc quay cực được, đúng không ạ? Còn trong trường hợp mà không có carbon bất đối thì góc quay cực bằng không các bạn nhá. Và glucose cũng như là fructose hay là sucrose thì có góc quay cực. Như vậy thì các bạn thấy rằng alpha không, đúng không ạ? Thì bằng gì ạ? Epsilon nhân với L
và nhân với a, đúng không? Nhân với a. Đấy. Vì s sắc epsilon đây là epsilon của sắc các bạn nhé, sắc. Còn cái chiều dài ống đo thì thường là giống nhau trong các trường hợp này. Tương tự tại thời điểm t bằng t thì các bạn thấy rằng hỗn hợp nó sẽ có những thằng gì ạ? Nó sẽ có sắc, đúng không ạ? Có nước, có HCl, có glu và có fructose, đúng không ạ? Thế thằng t thế này vẫn bằng không rồi, đây không rồi. Như vậy các bạn thấy là alpha t là góc quay cực của cả hỗn hợp thì bằng gì ạ? Epsilon của thằng sắc, đúng không ạ? Sắc này s này, nhân với n, n là chiều dài, đúng không ạ? Nhân với nồng độ lúc này nó chỉ còn lại là a chữ x thôi. Như vậy đây sẽ bằng, bạn sẽ là nhân với a chữ x, đúng không ạ? Và cộng với gì? Còn thằng glu này thì sẽ là epsilon của g nhân với n nhân với lại lúc này nó sẽ có x, đúng không? X. Và cộng với epsilon của flux để ghi f, đúng không? Nhân với n nhân với x. Đấy. Thế này mình các bạn có thể bỏ ngoặc ngoặc nhé. Tại thời gian t bằng vô cùng, đúng không? Vô cùng. Có nghĩa là hỗn hợp lúc này các bạn chỉ còn có nước, có HCl, có glu và có flux, đúng không? Flux to rồi. Thì lúc này thì vì sắc cao rơi chúng ta coi như là hết rồi, coi hết rồi. Còn trong thực tế các bạn thấy rằng nó không bao giờ hết được đâu, nó ít nhất nó còn một này. Thì vì các bạn thấy rằng cái x này này nó không thể bằng cái a được, đúng không? Không phải a. Vì mẫu thức mà bằng không thì không được được. Nhưng mà chúng ta coi như là tại thời điểm vô cùng thì lúc này sắc cao rồi đã hết rồi, chỉ còn glu và flux thôi. Như vậy các bạn thấy rằng chúng ta ký hiệu là alpha vô cùng thì bằng gì ạ? Và epsilon g, đúng không? Nhân với n và nhân với ở chỗ này thằng này chuyển thành này, đúng không? Như vậy đây chỉ là a và cộng với lại epsilon flux, đúng không? Nhân n và nhân với a. Nghĩa tại thời gian vô cùng thì lúc này toàn bộ cái sắc cao rơi chuyển về glu và flux rồi theo phương trình tỷ lệ 1:1. Hay chúng ta cứ viết đây là t bằng vô cùng, đúng không? Thì đây sẽ là a, chỗ này không và đây sẽ là a đấy. Thế là các bạn cho mình cái biểu thức, đúng không? Các bạn rút ra biểu thức nhé. Alpha không mà trừ đi alpha vô cùng chia cho alpha t và trừ đi alpha vô cùng thì bằng gì? Đấy, bằng gì? Đây, đấy các bạn lấy alpha không đây rồi, alpha t rồi, có alpha vô cùng này rồi, thì các bạn trừ đi. Bây giờ mình thay số luôn. Đó. Đây là epsilon của sắc, đúng không? Nhân với n nhân với a. Trừ alpha vô cùng chính là trừ đi này, đó. Epsilon của g nhân với n nhân a. Và trừ đi tiếp cái này, đúng không? Epsilon của f trừ mở ngoặc mình viết thôi, n và nhân với a. Chia cho cái gì? Alpha t chính là lấy cái này, đúng không? Lấy cái này. Thì epsilon của sắc nhân n nhân với a chữ x cộng với epsilon của g nhân với n nhân với x cộng với epsilon của f nhân l và nhân với x. Và trừ đi vô cùng chính là trừ đi cái bên dưới này, trừ epsilon của g nhân l nhân với a trừ epsilon của f nhân l nhân với a. Bây giờ các bạn sẽ rút gọn đi, đúng không? Rút gọn đi và mình sẽ rút gọn được bằng biểu thức đó là epsilon cái phía trên này này, phía trên này nhá. Mình sẽ nhóm nó ra, mình đặt cái a ra ngoài nhá. Thì như vậy epsilon của sắc này nhân với l, đó, l trừ đi epsilon của g nhân với l trừ đi epsilon của f nhân với l và tất cả chúng ta nhân với a. Và bên dưới này thì các bạn cũng rút ra được nhá, epsilon của sắc nhân với l trừ đi epsilon của g nhân với l trừ đi epsilon của f nhân với l. Và đây mình rút ra được đấy là a chữ x. Và nó chính bằng a trên cho a chữ x. A trên a chữ x. Vậy chốt lại một điều, mình sẽ thay biểu thức này lên phía trên và chúng ta sẽ rút ra được một cái công thức như sau. Đấy. Được nha. Logarit của a trên cho a chữ x thì bằng logarit của cái biểu thức này, đúng không? Alpha 0 trừ alpha vô cùng trên cho alpha t trừ alpha vô cùng và bằng kt. Đấy. Thì đấy, như vậy mình đã giúp các bạn chứng minh được cái công thức ở đây, đúng không ạ? Còn phần phía dưới này thì các bạn tự rút và làm ra nhé. Nó cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp đâu các bạn. À, không có gì phức tạp cả. Thì ở đây các bạn này, cái này này
và x này, chỗ này có a này, g này, thì các bạn chuyển thành a chữ x thôi. Tương tự hai này các bạn nhóm lại với nhau và ra được cái biểu thức ở đây nhá. Bây giờ chúng ta cùng lấy một ví dụ để làm cái bài này để xem nó như thế nào các bạn nhá. Này. Ở đây mình có một cái ví dụ như sau. Đây là số liệu thực nghiệm trong học phần thực hành hóa lý dược. Các bạn có một cái bảng như sau này. Vẫn cái phản ứng của xác calo đâu? Calo rồi. Cộng với lại nước trong môi trường HCl2N thì thu được glu cộng với fructose glucose. Và chúng ta sẽ có tại T đây là phút này. Và đây các bạn có là alpha là độ. À, 0 đây là 18,5 này. Đây là 20, đây là 16,1. Và chúng ta sẽ thêm một vài thứ mốc nữa. 50 và các bạn sẽ có đây là 12,9. 80 thì đây sẽ là 10,3 và vô cùng thì chúng ta có âm 6,2. À, tức là để độ các bạn nhé. Thế đây kết quả phần thực nghiệm thì làm ra được như thế này. Thì người ta hỏi các bạn là tính giá trị với K. À, thì các bạn sẽ làm như thế nào, đúng không? Thì như các bạn biết là chúng ta đã có biểu thức đó là logalipe của A trên cho A chữ X, đúng không ạ? Thì bằng logalipe của alpha 0 trừ alpha vô cùng rồi chia cho alpha t trừ alpha vô cùng và bằng với kt rồi. Như vậy ở đây các bạn thấy rằng đây chính là giá trị về alpha 0, còn đây chính là các giá trị về alpha t, còn thằng này chính là giá trị về alpha vô cùng. Còn cái việc mà xác định bằng góc cực như thế nào thì hôm nào mình lên phòng thí nghiệm mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà nhìn cái phân cực kề nhé. Và cách đọc nữa, đúng không ạ? Nó khá là khó. Tất nhiên là chúng ta có cả cái phần phân cực kế mà nó đã được thiết kế nghĩa tự động đọc ấy, kết quả. Nhưng ở đây, ở trên phòng thí nghiệm mình thì sử dụng cái khá là thô sơ, nhưng đủ để xác định định tính và định lượng được. Bây giờ các bạn sẽ thấy, chúng ta sẽ tính giá trị K tại 20, đúng không ạ? Thì bằng gì? Bằng 1 phần T, đúng không ạ? Bằng 1 phần 20 nhân với logalipe của alpha 0 của chúng ta là 18,5 này, trừ đi alpha t chính là trừ đi 16, xin lỗi, trừ alpha vô cùng cơ, đúng không ạ, trừ đi bằng ngoặc âm 6,2 và chia cho chỗ này là 16,1 đúng không ạ, trừ đi trừ 6,2 và chúng ta sẽ bằng đơn vị của k đây sẽ là phút ngũ trừ 1. Tương tự mình sẽ tính k 50 thì sẽ bằng 1/50 đúng không ạ, logalipe của cái biểu thức này 18,5 trên mẫu trên tử này thì giữ nguyên rồi, trừ đi trừ 6,2 và bên dưới này là 12,9 trừ đi trừ 6,2 bằng đơn vị sẽ là phút ngũ trừ 1. Tương tự các bạn có K80 thì sẽ bằng 1/80 đúng không ạ, phần t logalipe của 18,5 trừ đi trừ 6,2 trên cho 10,3 trừ đi trừ 6,2. Như vậy các bạn thấy rằng cái góc cái cực của hỗn hợp này thì nó sẽ càng giảm dần theo thời gian, đúng không ạ? Và từ đây các bạn sẽ suy ra được cái K thì sẽ bằng gì ạ? Bằng trung bình cộng của ba cái đấy, K50 và cộng với lại cái K80. Các bạn chia 3 này và đơn vị là phút ngũ trừ 1. Bây giờ mình sẽ tính thử một phép tính nhé. Thử một phép tính 1/20 nhân với mở ngoặc logalipe của đây nhân với logalipe của mở ngoặc luôn 18,5 mình cộng với 6,2 luôn đóng ngoặc phần 16,1 cộng 6,2 đóng ngoặc bằng 5,11 nhân 10 trừ 3. Tương tự nhé, thay số đây thôi. Đây chỗ này không phải 16,1 nữa là 12,9 đúng không? Đây 1/0,20 nữa là 50. 5,14 nhân 10 trừ 3
số 12,9 này mình sẽ thay bằng 10,3. Số 50 này sẽ thay bằng số 80. 5,04 nhân 10^-3. Và đây chúng ta sẽ tính 5,11 đúng không? Cộng với 5,14 cộng với 5,04. 5,09 bao nhiêu xấp xỉ với 5,1 nhé. Tại vì bên trên mình chấp đấy hai số phải rồi, 5,10 nhân với 10^-3 nhân phi là phút^-1. Và từ đây các bạn hoàn toàn thể tính được giá trị t 1/2 đúng không ạ? Là thời gian bán hủy đúng không ạ? Thì sẽ bằng log lp của 2 và chia cho k, thì bằng log lp của 2 chia cho 5,10 nhân 10^-3 bằng mình sẽ để nguyên cái con số này nhé, con số này. Như vậy bằng bạn lấy là log lp của 2 và chia cho an đúng không ạ? Thì bằng 0,136. Dù số rất nhỏ. 0,136 phút. Tại sao nó có thể nhỏ như thế được các bạn? Hay à, còn 10^-3 nữa cơ mà. Thì đây sẽ là 136 các bạn nhá. 136. Thì vừa xong mình chỉ là 5 phẩy này thôi. Thì mình có chia 10^-3 nữa mà nhân 3 là lên, nhân 1000 là lên. Là 136 phút. Là 136 phút. Còn ví dụ như các bạn có thể hỏi câu hỏi là 80% phân hủy hả? Phân hủy. Thì các bạn chỉ cần đơn giản đó là gọi là tính t đúng không ạ? Thì bằng 1 phần k chính là 1 phần giá trị này. 1,5,10 nhân 10^-3 đúng không ạ? Và log lp của a trên cho a trừ đi 80% phân hủy có nghĩa là x bằng 0,8a. Thì bằng các bạn tính cái a triệt tiêu đúng không ạ? 1/5,1 nhân 10^-3. Log lp của 1 chia cho 0,2, 1 chia 0,2 đúng không ạ? Thì bạn tính ra đơn vị chúng ta sẽ là phút nhé. Một phần 5,1 nhân 10^-3 đúng không? Nhân với log lp của 1/0,2 đúng không? Thì đâu đó khoảng 310, chúng ta lấy 316 phút nhé. Sắp xỉ. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã xem video này và hy vọng rằng với những kiến thức mình chia sẻ thì các bạn có thể là dễ dàng giải đáp được cái phần bài tập mà liên quan đến cái góc quay cực và cái việc mà sử dụng cái góc quay cực của hỗn hợp theo thời gian để xác định được hàng số tốc độ phản ứng trong phản ứng phi phân của Sarkozy thành glue và flux trong một trường axit. Và các bạn nhớ rằng cái góc quay cực này hay là sử dụng cái phân cực kế thì có thể sử dụng trong một phần hóa lý dược hoặc là hóa dược trong cái phần mà liên quan cả định tính và định lượng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu có câu hỏi hay vấn đề gì băn khoăn thắc mắc thì các bạn vui lòng để lại bình luận dưới phần video này. Cảm ơn các bạn. Bye bye.